Đây là bánh tét mà Sang mua ở chùa Hoa Nghiêm nè các bạn nè. Nếu mà các bạn có xem cái video mà Sang đến chùa Hoa Nghiêm để quay các chị làm bánh á, thì các bạn cũng nhìn thấy số bánh này rồi ạ. Thì cái bánh này á, Sang bóc ra tới đâu á, là cái mùi thơm của lá nó bay ra tới đó, cộng thêm cái mùi gạo nếp và cái chuối nữa, nó quyện vào nhau rất là thơm. Chỉ ngửi cái bánh thôi là Sang đã thấy hương vị Tết về tới nhà rồi các bạn ạ. Hôm nay Sang cắt những cái bánh này, Sang bỏ vô trong những cái khuôn, cái hộp á, Sang cầm ra cho cái anh vô gia cư ảnh thử. Không biết anh ta có ăn được cái bánh này hay không, nhưng mà Sang cũng muốn chia sẻ một chút cái lộc xuân của Việt Nam mình cho người vô gia cư này. Như mọi người cũng đã nhìn thấy, Sang cắt bánh rồi, bánh rất là chắc tay và có một lớp đậu trộn xen kẽ cùng với lớp nếp. Sang thấy là cái mùi đậu á, cái đậu nó cũng mềm và cái mùi đậu cũng thơm, quyện với cái nếp nữa. Nhìn thấy thôi đã chảy nước miếng rồi các bạn ạ. Đã vậy cái màu chuối đỏ rực giống y chang như những cái màu đỏ lộc xuân vậy đó các bạn ạ. Cộng thêm với cái mật của từ chuối nó tứa ra, chà ôi. Sang cắt mà nước miếng Sang nuốt ừng ực rồi đó. Xin chào các bạn, mình là Sang. Chào mừng các bạn đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Sau khi Sang đã cắt bánh tét xong hết rồi và Sang đang mang ra cho người vô gia cư, thì Sang đang có mặt ở chỗ nhà ga Song Than. Thì ở đây á, Sang tính mang ra mời cái anh vô gia cư mà đã là bạn cùng với Sang cũng rất là lâu rồi á. Trong những cái video của Sang Thị Nở có mặt của anh ta rất là nhiều, đó là vô gia cư Yvan. Thì bây giờ Sang ra ngoài này, Sang sẽ kêu anh đó thử cái món bánh tét của Việt Nam mình xem như thế nào ạ. Hiện tại là Tết của Việt Nam mình, Sang cũng muốn chia sẻ cho anh ta thử một cái món truyền thống của Việt Nam. Thay vì ở miền Bắc thì có bánh chưng đúng không ạ? Ở trong miền Nam thì có bánh tét. Hiện tại thì Sang mang ra cho anh ta thử bánh tét, thử coi hương vị nó như thế nào. Sang biết còn vài ngày nữa là đến Tết rồi. Sang nhân tiện đây, Sang thì cũng chúc cho mọi người năm mới sức khỏe dồi dào, bình an và hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực luôn ạ. Bây giờ mọi người cùng với Sang đi ra tìm anh vô gia cư coi ha. Nếu mà ra ngoài đó xem ảnh có hay ngồi ở trước cửa nhà ga này hay không. Nếu mà ngồi ở đó thì Sang kêu ảnh đi vô trong đây ngồi nó ấm hơn. Tùy ảnh, nếu mà ảnh muốn đến tròi của ảnh cũng được, mà ngồi ở đây cũng được. Ok, mời Sang quay cái màn hình camera về phía trước ạ. Đây là cái chỗ mà nhà ga quen thuộc mình đi giúp người vô gia cư, và Sang cũng đi làm ngang qua đây nè. Và mùa đông như thế này, Sang thấy người vô gia cư hay tập trung vào buổi sáng. Họ hay tập trung vào những cái nơi có mái che như thế này lắm. Không biết là Yvan có vô đây hay không, để Sang đi ra ngoài này con Sang coi nha. Thường thì anh hay ngồi ở đây nè. Có anh ta đang ngồi ở đây nè các bạn, đang ngồi cùng với mấy người bạn. Bonjour Yvan. Bonjour Yvan. Yeah. Bonjour. Bonjour. Yeah. Ça va? Thì lúc nãy ấy, anh Yvan ảnh ngồi ở chỗ mà mấy người bạn đó. Thì bây giờ là anh ta nói là đi đến chỗ cái lều của anh ta ở đây cũng được. Bây giờ đang đi đến chỗ của cái lều đây là các bạn đang ngồi ở đây hả? Ici? Ici? Ở đây đi Yvan. Đến cái chỗ này ngồi đi, tại vì có chỗ để cho Sang để cái camera lên đó. Hôm nay thì Sang đi ra ngoài đây không có cameraman đi theo, tại em ấy đi học rồi ạ. Ngồi ở đây nè, tiện hơn. Rồi. Xẹp ra hả? Rồi Sang để cái camera của mình ở đây, rồi nói chuyện với Yvan một chút. Sang ngồi ở đây nè. Là nổ ba khổm lên mà. Đây, Sang cho Yvan thử cái bánh Việt Nam á. Cái này là cái món bánh truyền thống của Việt Nam mình. Sang á, buổi sáng Sang cắt ra, xong Sang hấp, xong Sang cắt ra. Oui, chocolate. No, chocolate ba hả? Sa, banana, banana. Sa, ahiko. Sang đang giải thích cho anh ta trong này nó có đậu và có chuối. Để Sang lấy cái máy này lên cho anh ta xem. Đây là món bánh truyền thống của Việt Nam nước chúng tôi. Tôi mang cái món bánh này ra cho bạn thử. Nhân dịp Tết năm mới của nước Việt Nam, bạn ăn thử xem. Chú mong lơ khi banan banan. Anh ta không có biết món này, bây giờ Sang sẽ cho anh ta coi cái hình. Đây, sao? Về Việt Nam à? Đây là món đặc sản của nước chúng tôi đó. Mỗi một đất nước có những món đặc sản khác nhau. Sang mang cái bánh này cho vô gia cư thử, nhưng mà Sang cũng biết, thấy gương mặt của anh ta là biết anh ta không có biết ăn cái bánh này rồi các bạn ạ. Thôi nhưng mà cũng không sao, Sang cũng không có ép. Cũng giống như bản thân của mình thôi. Ví dụ như là món ăn của Ý thì có của nước Ý, đặc biệt như là spaghetti, nhưng mà Sang cũng không thích cái món đó thì mình cũng không ăn. Giờ rồi sô-cô-la của Bỉ, đặc sản của Bỉ vậy, nhưng mà mỗi lần ăn thì chỉ ăn được một chút xíu thôi rồi nó say. Bởi vậy mình cũng không có thích cho lắm, mình không ép người ta. Sang thấy anh ta cũng ăn được hết một khoanh rồi các bạn. Anh ta nói ở trong cái bánh này có nhiều đường quá, nhưng mà Sang biết cái đường đấy là do sư cô nhào chuối á, cho nên là mới có được cái vị ngọt đó. Đã vậy trong cái này còn có nước dừa nữa. Lấy cái này cho Sang ngồi á. Cái nước dừa để làm cho cái nếp nó thơm và nó béo á, cảm giác nó không có bị khô cái bánh. Và anh ta ăn được một khoanh như vậy cũng là giỏi lắm rồi. Rất là ngon đó. Anh ta nói là có nhiều đường cho nên là rất là khó ăn cho anh ta. Vậy hả? Anh ta nói là rất tiếc anh ta không có ăn được. Anh ta nói là sẽ cầm cái bánh này mang ra mời những cái người bạn của anh ta. Cho mấy người bạn kia thử hả? Hôm nay da của anh ta đẹp hơn rồi nè các bạn. Tại Sang cầm cái máy quay lại gần cho các bạn xem nhé. Lần trước Sang có cho anh ta một cái hộp kem. Do da của anh ta nó bị khô á, bây giờ là anh ta bôi kem á, cho nên là các bạn nhìn thấy là da đẹp hơn rất là nhiều, không có bị chóc vảy giống như lần trước nữa. Cái kem mà cha mua cho anh ta nó ở trong cái tiệm thuốc tây, cho nên là anh ta bôi, anh ta nói là một ngày anh ta bôi 3 lần, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, cho nên là bây giờ cái da rất là tốt rồi. Sang quay màn hình gần lại đó các bạn xem đó, cái da tốt hơn rất là nhiều. Wow, là đây đúng rồi. Anh ta nói đẹp hơn rất là nhiều rồi, anh ta cũng rất hài lòng á. Xin có kết chú bạc chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mấy, chúc mừng, chúc mừng năm mới, mấy năm mới, năm mới vậy sẽ happy new year, happy new year Việt Nam hả? Chúc mừng năm mới Việt Nam. Chúc năm mới Việt Nam. Đấy, mọi người cũng có nghe đấy, anh cũng ảnh cho Sang xem cái gì đây. Còn vài ngày nữa là tới Tết Việt Nam. Cái máy này bây giờ nó có cái chương trình này của Sang á, nó không có, nó gặp vấn đề rồi. Tại vì mình phải tải cái chương trình lại thường xuyên đó, cho nên thì nó mới được. Còn không tải lại chương trình thường xuyên đó, thì thành ra nó bị có vấn đề như thế này, không có dịch được. Ok, để Sang về sang dịch lại cái máy sau, trang sửa cái máy lại sau, chứ giờ là như vậy rất là không có dịch được rồi. Chỉ khổ em thôi. Lấy pan la. Vâng vâng. Cái bánh mà tôi mang ra cho bạn là món ăn truyền thống của nước Việt Nam chúng tôi. Programul reluează tortul pe care vă aduc câteva dintre mâncărurile noastre tradiționale vietnameze. Bạn có muốn đi kiếm việc làm hay không? Un loc de muncă sau nu? Da. Voi. Bạn thích làm việc gì? Îmi place ca să muncesc în construcție. Tôi thích làm lĩnh vực xây dựng. Ủa? Anh ta muốn làm interior. Yeah. À, muốn làm về sửa nhà các bạn. Bạn đã xin được việc làm chưa? Ui. Đã đi làm được ngày nào chưa? Sophie 12 ani. Đã 12 năm từ khi bạn đến, người ta đến đưa anh ta tới đây ấy, thì anh ta đã không được đi làm. Đúng rồi. Vậy lấy tiền ở đâu mà sinh sống? Sunt unele persoane care îmi dă câte 2 euro, 3 euro. Sunt practic. Có những người cho tôi thức ăn, có một số người cho tôi 2 euro, 3 euro. Tôi sống sót với nguồn nước mà tôi có để lấy miễn phí từ Viva Aqua. Anh ta ngồi ở trên đấy, thì mấy người bạn này, ở đây này, hoặc là đôi khi là những cái người mà giống như Sang này, đi ngang qua thấy anh ta thì cho tiền các bạn. Không, anh ta không có ngồi xin tiền đâu, nhưng mà anh ta cứ ngồi chơi với mấy cái người ở trên chỗ nhà ga đó đó, thì có khi họ cho tiền 2 euro, 3 euro thì anh ta có thể sống sót như vậy. Rồi, anh ta nói đó, thì đôi khi là Sang cũng cho tiền như vậy thì anh ta có thể sống tạm bợ. Còn nước thì nước miễn phí rồi. Thì Sang hiểu sơ sơ là có nghĩa là anh ta không có địa chỉ, cho nên là không có xin được giấy tờ gì ở đây. Nếu mà có địa chỉ thì mới có được giấy tờ tạm thời, thì mới có thể đi làm được. Khi người ta cấp ở Bỉ các bạn, khi người ta cấp cho mình cái giấy tờ tạm thời, thí dụ 1 năm đi, nếu mà người ta cấp cho được 1 năm thì mình có thể cầm cái giấy đó ra ngoài quận mình xin đi làm tạm thời các bạn. Người ta cũng cho mình làm vài tiếng. Thì đa số ở đây là chính phủ yêu cầu làm, khi mà làm việc thì nên làm khai báo đàng hoàng. Chứ đi làm chui thì làm chui cũng được, làm chui cũng có một vài đồng ra đồng vào cũng có thiệt, nhưng mà hiện tại bây giờ anh ta đang là sống trong cái tình trạng mà không giấy tờ như vậy. Nếu mà bị bắt một phát một thì anh ta có thể là bị chủ cũng phạt nặng, anh ta cũng bị phạt nặng, mà hơn nữa anh ta còn bị bắt trở về nước của anh ta nữa, cho nên anh ta không có muốn phạm pháp. Sang nghĩ là như thế. Ở đây luật pháp ở đây mấy cái vấn đề mà đi làm thì họ thắt chặt rất là kỹ, khai báo đàng hoàng các bạn. Ví dụ đi mấy em Việt Nam đi mà không có giấy tờ đi làm như vậy thì không bị bắt thì không sao, nhưng mà nếu mà bị bắt thì chủ cũng phạt rất nặng, và ngay cả cái người em đó cũng bị phạt nặng, mà hơn nữa còn bị nghiêm trọng hơn là có thể bị bắt ngược lại về Việt Nam ấy. Cho nên là khi mà cái tiền mà họ đưa qua đây đã mắc rồi, nó mắc tiền rồi mà còn bị bắt trở lại ngược lại về Việt Nam như vậy thì phí lắm ạ, đúng không ạ? Thì nhân cái dịp Tết Việt Nam ở đây á, thì Sang không có cái gì cho Yvan hết. Mang ra cái bánh thì anh ta ăn không có được, tại không có quen cái khẩu vị á các bạn. Thì ở đây Sang sẽ trích một chút tiền YouTube của mình để tặng cho anh ta một cái phong lì xì ha. Nhân dịp Tết Việt Nam tôi sẽ tặng cho bạn một phong bao lì xì. Vă mulțumesc. Merci beaucoup. Tôi hy vọng là năm sau bạn sẽ tìm được một việc làm tốt hơn không? Să dea Domnul cu ajutorul lui. Anh ta nói là còn phải coi ý trời nữa. Cái mắt của anh ta rất là buồn, cho nên buồn là tại vì tất cả mọi chuyện còn phải theo ý trời, coi có được hay không. Mình chúc thì mình chúc cho anh ta như thế, nhưng mà mọi chuyện thì còn phải theo tùy duyên nữa, tùy duyên và tùy Chúa sắp đặt. Sang sẽ bỏ cái này vô trong một cái phong bao lì xì Việt Nam của mình đó, để cho lấy hên năm mới nha. Thì nhân cái dịp Tết Việt Nam như vậy đó, thì Sang có lấy cho anh ta một cái phong bao lì xì và tặng cho anh ta rồi. Thì anh ta mở cái phong bao lì xì ra, anh ta thấy có tiền trong đó, anh ta vui, cảm ơn và không biết nói gì các bạn ạ. Sang hy vọng là mai sau này á, anh ta thì ngại rồi, đàn ông mà nhận tiền của phụ nữ như vậy thì ngại, nhưng mà mình sẽ nói lại với anh ta như thế này. Tôi hy vọng khi nào bạn trở thành triệu phú, bạn sẽ cho tiền ngược lại tôi được không? Nhớ nha, lúc đó nhớ đến tôi đâu được không? Chúc bạn một ngày tốt lành. Noapte bună. Chào buổi tối, ngủ ngon. Bây giờ đã là buổi chiều mà anh đã chúc buổi tối rồi, ngủ ngon rồi. Merci. Vậy là video của Sang tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn mọi người đã luôn xem và theo dõi Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại.